Động lực lớn nhất đầu tiên là Khoa rất là tò mò được hợp tác một lần với lại Mạc Thành Vân. Nếu mà không nhầm thì là mình đã từng có cái suy nghĩ này từ lúc mà có ý định tham gia vào điện ảnh. Vai của Khoa là Trực. Khoa thấy Trực ở trong phim lần này ban đầu nghĩ là dễ. Trong quá trình làm việc thì càng lúc càng nhận ra là cái điểm khó của nó ở chỗ là một cái gì đó nó mang cái tâm trạng khá là day dứt giữa cái đời sống thường khi đã hoàn lương và cố đền đáp những cái tội lỗi năm xưa của mình. Tuy nhiên khó mà tránh khỏi những cái phút giây mà Trực không thể nào dối được chính mình. Mỗi khi đối diện với riêng mình thôi hoặc là những câu chuyện cũ lại về thì quả thật cái lúc mà Trực phải đối diện với lại hai Phượng. Và đây là lúc mà cả lý trí, tình cảm và hành động cũng như là những gì mà mình ấp ủ nhất cho vai diễn nó nằm ở chỗ đó. Trước giờ các phim mình nghĩ là hành động mình đều mạo hiểm hơn so với phim này. Các bạn trong ekip đã đưa ra các bài tập trước rất là cụ thể rõ ràng đến mức mà không một người nào trong số những cảnh hành động đó được sai một bước, thừa một bước hay là thiếu một bước. Cho nên là kể cả trong cái cách mà dựng phòng tập ở bình thường, các bạn giả lập các vật cản, giả lập tất cả mọi thứ để giống như trang hiện trường. Và vì vậy cho nên có thấy gần như mình không phải quá lo lắng và tất cả mình tập trung được nhiều hơn ở cái phần diễn xuất trong lúc đánh đóng. Trước đó là thường là ở các phim hành động mình không có thời gian để tâm đến chuyện đó vì là luôn phải để tâm là bài đánh đang tới đâu rồi. Nhưng ở đây mình thấy được một cái sự trơn tru, một cái sự nhuần nhuyễn ở trong cả hành động lẫn như là cái đòn đánh đó vì cái quyết tâm là muốn giết chết cái người đó hay chỉ là để cảnh báo hay là một đòn tự vệ, nó thể hiện rõ lắm. Đúng là lần đầu tiên mới thấy được cô hai Phượng cổ nổi nóng như thế nào. Cổ nhập vai cổ ghê lắm, cổ đập cái chai mình đã bảo đập nhẹ thôi, cổ đập bon hết cỡ là mình đúng xi nhê cạnh đó rồi. Nhưng mà vẫn chưa được, phải đập lại một cái nữa. Lần này cố gắng hết cỡ nhưng mà thực sự chịu không nổi cú đập. Cho nên là thời điểm mà mình cảm thấy hơi nản với lại cái vai diễn của mình, không biết liệu mình có chu toàn đến sau đó nữa không. May là cũng chỉ 3-4 lần vậy đó thôi, mọi chuyện nó trôi chảy. Nếu mà các bạn đam mê phim võ thuật, chắc chắn là trong năm 2019 này không nên bỏ qua bộ phim Hai Phượng. Cùng ra rạp xem Hai Phượng các bạn nhé.